Rồi hôm nay thì sẽ hướng dẫn tụi con làm cái standee ha. Thì theo thỏa thuận với cả lớp thì mình sẽ làm cái bên phải này đúng không ạ? Đây là cái mẫu mà tụi con chọn ha, thì thôi thì chịu ý làm ha. Bây giờ đầu tiên là lúc phải thì sao chép hình ảnh ha. Thì qua bên editor ha. Một bài mới. Thì kích thước của standee các bạn thì chọn đơn vị là centimet. Thông thường nó là 80 x 1.8. Các con 80 cm x 1.8 nghĩa là bề ngang bằng 2 viên gạch con ngồi á, bằng 2 viên gạch á, bề cao nó là cao 1.8, hiểu không? Rồi mình làm như vậy máy nó sẽ rất nặng, nhưng thì làm 1/10 thôi. Nghĩa là làm 8 cm x 18 cm, có hiểu không? Đó là làm tỷ lệ 1/10 con 1/10 hiểu không ta? Ok nha. Tức là 1/18 x 18 cm nha. Standee ha. Rồi thì tạo một cái thì lập tức nó ra một cái file có cái thước là nhiêu con. Từ đây là mấy con? 8. Từ đây đến đây xuống nhiêu? Có cần phải vẽ con số ra không? Thôi thì quay clip rồi mà đúng không? Rồi bây giờ thì nhất định về dán cái mẫu nó vô. Nè nãy thì copy đây nè, sao chép hình ảnh. Đấy tôi sẽ để cái mẫu này bên đây để thầy làm nha. Đấy thì khóa lại luôn, thì không quan tâm hai mẫu này gì đúng không, tại vì chúng ta chọn con này làm cái này đó vậy, thì khóa lại offset lock. Chắc mấy đứa phải làm hai cái quá, cái 5 điểm chứ cái gì ít lắm. Mấy đứa phải làm hai mẫu nha, mẫu nào cũng được, mình chọn tự chọn làm hai mẫu nha. Đây bây giờ thì lock này lại rồi, thì cho một cái 5 điểm nha, một cái standee 5 điểm, con phải làm hai cái nha. Thì cũng tôn trọng cái chủ đề này là cắt tỉa hoa đúng không ha. Thì làm cái nền trước là vô trong Google thì đi kiếm một cái nền về hoa đúng không ạ. Ok, nhưng là tụi con sẽ không chọn cái hoa giống như Trang vậy mà có thể chọn ha. Tôi đánh là flower đi ha, đánh dùng tiếng Anh tiếng Việt tùy con ha. Thì chúng ta mong muốn là đi tìm một cái hoa mà nó đã ghép lại vậy nào, có lẳng hoa đúng không. Đấy, thì tùy thầy chọn cái này chẳng hạn, nó có rất là nhiều ha, nhiều thầy chọn đại cái này ha. Đây chờ lót lên rõ rồi hãy copy nha, bát bát vô đây đúng không, hồi nãy nó rất là to mà. Nhưng mục đích của mình đó con là mình chỉ cần hiện cho nhỏ bớt đi. Rồi mình chỉ cần hiện cái vùng này ra thôi đúng không, vùng này là con dây chè hết đúng rồi. Thì để làm được chuyện đó thì không gì khó cả, mình chỉ muốn hiện một vùng thôi. Thì thầy dùng pen này vẽ một cái vùng ha, lít đây điểm, lít đây điểm, lít này cái vùng này mong muốn á, anh hiện vùng này đi đó đúng không, rồi đó cái vùng mong muốn là vùng đó. Thì trong cái màu vô cho tụi con dễ nhận diện ra là màu đỏ đó. Những cái vùng màu đỏ mình hiểu là cái mặt nạ đúng không, và cái bông dưới mình hiểu là cái vùng sẽ bị che, chọn cả hai ra chuồng vậy là chọn được cả hai rồi đúng không. Sau con vào trong clip bình mát đó, tấm chết clip bình mát chọn chữ gì, mấy cái này mình có đụng tới rồi đúng không, bây giờ đụng nữa hả, thì thấy nó chỉ hiện vùng đó thôi đúng không. Hay ha, hay ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái logo của cái đơn vị là đào tạo này đúng không. Đơn vị đào tạo này là có tên là học viện đào tạo gì con, hoặc gì con, hoặc ly à, thì thầy muốn lấy cái logo đó cho nó thực tế luôn đúng không. Thì thầy đánh là logo học viện đào tạo ví dụ vậy ha. Đó ví dụ thầy thích cái logo của học viện đào tạo hoặc ly là này đúng không, ví dụ đi á. Còn sau này con đi làm thì con có thể lấy logo mà người ta yêu cầu đúng không, người ta cho con nha. Rồi thì thầy sao này lại để thấy nó trong suốt không thì sale lại. Còn nếu mình copy vô bị đen liền á ha. Thì để desktop nha, đặt lên là logo 11 gì đó ha.
Còn không tin cứ bi này nhìn nè, sao chép ha, hôm qua đây bát vô đen thì lùi, thấy không? Có hiểu không? Cái vùng nào mà nó trong nó sẽ đen, còn bây giờ thầy vào trong đây thì im bọt vô, lay vô á thì nó không có bị đen, tức là lưu lại nó không bị, cái đứa hiểu không nhỉ? Lưu vô đâu, phải không? Là mấy đứa hiểu không ta? Hiểu như vậy à? Như ship, như ship thì nó không biết vậy. Có hiểu gì không vậy? Hiểu luôn hả? Để trên vùng màu trắng thì cũng được, tại vì màu xanh đụng màu trắng mới sẽ sẽ chuẩn, còn để vùng khác nó bị tối, hiểu không? Nó xanh đụng với trắng là con thấy cái bảng số nhà, con thấy nền xanh chữ gì, xanh với trắng là nó đi cặp, con hiểu không? Ừ, ha. Trong trường hợp này có thể để nó được. Rồi xong, bây giờ thầy sẽ quay lại cái study của chúng ta để làm tiếp nè. Là chúng ta xong cái logo đúng không? Bây giờ chúng ta đi hai họa tiết này rất là dễ, chúng ta đi cái trước đi nhà chúng ta nè. Thì những hình trên trừ nhìn dễ luôn ha, nhìn nè, lấy ven nè, bắt đầu thầy trên đây nè ha, đi xuống đây, xuống đây cũng vậy, được chưa? Hay là muốn lấn xa thêm tùy, xuống đây tùy ha. Internet đẩy tôi nắm ngược lại, đó là tôi đi một cái vòm, chưa biết là nó đẹp hay xấu, nhưng mà đại khái là cái bài nó làm vậy đó, đúng không? Cái bài này con chọn đúng là rồi, thì con thích màu cam này thì con tô, còn không thích thì tô màu khác cũng được. Bài này thầy thấy cái logo màu xanh cho nên thầy hút màu xanh nó luôn, đứa hiểu không? Thầy đi tông của cái logo luôn, hiểu không ta? Rồi ha, tiếp tục chúng ta cần một cái miếng chẻ ở giữa thì chúng ta vẽ thôi, chúng ta lấy ben nè, chúng ta lấy đen điểm đúng không, lít khoảng lượng khoảng này ha, đồ uống ha, dưới internet lùi cái tay nắm lại uống. Ở đây nó màu này thì lúc lý tôi cho màu trắng nó xong. À, giờ con lấy công cụ số 2 nếu con thấy chỗ nào không quỷ con chỉnh, tại nãy mình vẽ chưa chắc là đã đúng hết đúng không? Thì giờ chúng ta những người lên cộng để chúng ta thấy nè, cái đường này là chúng ta cần có một sự nó cái nó thành mảnh mai nhọn hơn đúng không? Đấy, thấy chưa? Rồi chúng ta chỉnh là xong ha. Rồi vậy chúng ta được một cái còn lại thì chúng ta vẽ, chúng ta cứ bi thì tùy ha. Rồi thứ hôm này vẽ nha, nhìn nè, dùng pen ha, cái còn lại chúng ta cố gắng vẽ cho nó ôm vô cái chỗ này cho nó dứt điểm thành một cái vòm đúng không, hiểu không ta? Chúng ta nhớ tôi né, đẩy tôi nắm lên đây. Đó, anh ta đẩy tôi nắm lên đây. Rồi, cái này thầy sẽ tô màu bổ hoa này, đó. Nhưng mà thầy cho nó xuống dưới nha, bây giờ trong ai muốn cho xuống dưới nhấn control view bên trái nè, nhấn nhiều lần nó sẽ xuống control view bên trái ha. Rồi, đó, xuống rồi đúng không? Đó, thì hôm nay cái vòm mình đã dày. Tuy nhiên là cái vòm mình cần có một cái sự cao ráo hơn cái này xíu là một. Cái thứ hai mình cần điều chỉnh cái lúc này lên đây xíu là hai là được, đúng không? Ổn rồi đó con nha. Rồi cần một cái miếng trắng giữa thì không gì khó, gỡ lít đen điểm đúng không ạ? Lít đen điểm à, nếu mà nét phải tắm đùi lại. Rồi thầy hút màu trắng của cái này luôn xong. Vậy thì chúng ta đã vẽ xong hai cái vòm à, có thể là chưa có duyên lắm nhưng mà được rồi, tạm thời vậy á, có gian chúng ta nắng nóng thêm. Rồi bây giờ thì chọn chữ T, mặc dù đây nó phối cảnh nó nằm nghiêng mà con cứ để thẳng từ từ chỉ phối cảnh ha. Ở đây là thầy đánh chữ khóa đào tạo nha, à, mình tôn trọng cái mẫu đó rồi đánh vậy, khóa đào tạo đúng không? Đánh chữ khóa đào tạo xong thì hãy mới được đây, cho cái màu không nên cho màu đen tuyền, mà chúng ta sẽ đen, để ta giảm bớt đen ra à, thì nó sẽ thân hơn. Và thứ nhất Ctrl+T để thầy kiếm một cái phông cho nó bắt mắt hơn, cái phông này nó thường quá. Thì dùng phông UTM nha tụi con, UTM UTM có nhiều cái phong khá là đặc biệt. Thầy dùng UTM là Black Condensed, đúng nè. Nó liền lẽ rất là đậm đà. Chữ này chữ không chân, chữ này chữ khó chân. Ta không muốn dùng chữ gì tùy.
Tuy nhiên là khoảng cách giữa các ký tự là nó hơi được rồi ha. À, thì muốn chọn chữ có chân thì giờ đây kiếm chữ có chân. Nó đào tạo ha, lít chọn con này cũng được, con này nó có bông hoa thì có lẽ nó phù hợp hơn. Tuy nhiên thầy sẽ hút cái màu này luôn. Đó, màu đó. Đấy. À, đúng không? Rồi đó, nhấn internet cứ đi xuống cắt tiểu ha. À, mình sẽ dùng cái từ là cắt tỉa hoa. À, và chúng ta sẽ đi tìm một cái phông khác. Chúng ta nên chọn một cái phông cứng. À, một cái thầy nghĩ là nên đổi ngược lại, nghĩa là cái phông này nè, chúng ta nên hút cái phông này đi, nghĩa là chúng ta sẽ tông cứng. À, nên cứ bia hàng cái để dành này ha. Thầy hút cái phông này đi, lấy cái ống hút hút được ha. Cái phông này nè, hút cái phông cứng đi. Hiểu chưa? Nghĩa là chữ cắt tỉa hoa là thầy để cho nó mảnh mai, đúng không? Còn kia là nó cứng thì chữ đào tạo này mình cho nhỏ lại. Thì tùy mình á, cắt tỉa hoa này thầy muốn có một cái phong nó gọi là mảnh khảnh hơn nữa, uống lượng hơn nữa, thì có thể chọn con này, thấy chọn con này ha. À, thì con thích phong nào thì chọn con đó ha. À, đây có nhiều phong rất là dễ thương. Nó thích phong nào con? Phong nào cũng được ha. Rồi ok. Rồi đây thì để chữ này, rồi sẽ bôi cái này đi ha. Rồi thì cứ hình nên trừ. Đó thì con thấy là rất là chữ nó rất là quan trọng đúng không nào? Thôi chúng ta sẽ chọn cái chữ này copy xuống nha, tại nãy copy xuống qua đánh. Thêm chữ gì con biết không? Đúng rồi. Ta kéo này xa ra xíu để ta sửa nó vậy. Chữ chuyên nghiệp, chữ chuyên nghiệp này là chữ thường. Chúng ta không nên để chữ chuyên nghiệp này là một cái chữ giống giống như chữ nãy giờ. Mà chúng ta nên có một cái chữ khác đi. Đây. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện tiếp một cái vấn đề nữa, đó là cái học viện đào tạo Hoàng Linh, đúng không? Bây giờ để làm được cái chữ học viện đào tạo Hoàng Linh thì chúng ta sẽ làm như sao? Thầy sẽ vẽ một cái dùng chữ nhật bo tròn và đánh chữ rồi đó. Đánh nhật bo tròn chúng ta đè chuột xuống lấy rau nè, đúng không? Nó vẽ nè. Chúng ta thấy nó bo ít quá thì chúng ta mới dùng cái công cụ này, chúng ta nắm, chúng ta kéo vô ha, nó sẽ bo nhiều hơn. Và chúng ta nên là có một cái màu là tương phản là màu này, đúng chưa? Hai cái màu này. À, thầy sẽ đánh chữ trắng rồi chắc rồi ha. Rồi. Học viện đào tạo Hoàng Linh. Chữ này thì chúng cho nhỏ thôi các bạn. Trắng là chúng ta sẽ cho nó màu trắng. Đấy. Rồi. Xong rồi con ha. Ở đây có bốn cái thông tin liên hệ. Thứ nhất là địa chỉ. Thứ hai là số điện thoại gì đó, hoặc quay địa chỉ email gì đó, đúng không? Thì bốn thông tin này con tự làm nhé. Tự đánh nha thầy, giải cho thầy thôi. Tuy nhiên tới đây thầy sẽ chỉ con phối cảnh thử nha. Ở đây là một cái mẫu chưa được phối cảnh, đúng không? Đúng không? Con muốn phối cảnh thì con rút toàn bộ này lại nha. Con xuất sang một cái file hình chẳng hạn, rồi con gắn vô một cái này là một cái đế của cái standee á, gắn kiếm một cái hình ghép vô trong Photoshop. Con làm này dễ ha, hiểu chưa? À, còn cái bên đây thì cũng làm được thôi, nhưng mà chung là con vẽ cho thầy tên đi thì xong đi ha, thì chuyển phối cảnh ha, thầy có một hướng dẫn về phối cảnh sao, hiểu chưa? Ta đầu tiên mình phải thiết kế đứng vậy để cho người ta in ra được cái đã, hiểu chưa? Phải phối cảnh này nó mô tả, nó mô tả, hiểu không con? Rồi xong.